Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mệnh về vận hạn, bạn sẽ biết được về tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 12 này như thế nào. Và từ đó thì quý vị sẽ có được những kế hoạch để tránh xa những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 12 này cho biết tháng 12, vận hạn của quý vị phất lên như là diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn kéo đến. Và trong phần luận giải ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ để biết được tại sao trong tháng 12 âm lịch họ lại có được những may mắn và thành công như vậy. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử. Tiến lùi ở đời đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên, người này lại tâm địa xấu xa, có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán, hướng đi rất tốt. Tháng này tuổi Tỵ gặp cục diện bán tam hợp nên gia chủ vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Quý âm thủy gặp tân âm kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất, tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ Quý Tỵ cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Quý anh chị cũng cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo phong thủy lộc tài, bản mệnh có tính cách cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Nhờ có cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp quan trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự ý làm theo ý mình, nếu không thì dễ vướng vào rắc rối. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về tử vi tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu, người sinh năm 1953 vẫn có một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm và duy trì cuộc sống dư giả. Song, bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này chính là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Năm Tân Sửu, người sinh năm 1953 đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên đa số không phải lo lắng quá nhiều đến công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Điều bản mệnh cần làm bây giờ đó chính là buông bỏ những gánh nặng để con cháu tự lo phần việc của con cháu, chứ bạn không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Vì bản mệnh đã là người có tuổi nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn nhất định, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan thận suy giảm, hệ hô hấp hay bài tiết gặp vấn đề. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cho cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt.
Đó là lý do bản mệnh rất dễ bị ốm đau, nhất là ở độ tuổi này, sức đề kháng đã kém hơn. Lúc này rất dễ mất ngủ vì trong lòng bất an, tâm tính nóng nảy. Càng hay mất ngủ, bạn lại càng yếu và mệt mỏi hơn. Do đó nên điều chỉnh lại giờ đi ngủ sớm hơn thường ngày, bạn nhé. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng của vật phẩm theo tuổi của gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 giữ quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để hiểu thêm về nhau, hỏi thăm lẫn nhau, giúp cho tinh thần thoải mái và tươi trẻ hơn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lăng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Quý Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Quý Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!